Xin chào mọi người ạ, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Rap, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Raka Crypto. Để tham gia vào sự kiện airdrop của dự án này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi tham gia sự kiện airdrop này, mọi người sẽ nhận được 100 token Raka. Về một rep mọi người mà được để tham gia dự án, mọi người sẽ nhận thêm 10 token Raka. Rồi sau đó mọi người bấm Start để mình tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Rồi mọi người để tìm hiểu kỹ hơn về dự án này, mọi người có thể truy cập trang web của dự án mọi người ạ. Về dự án đã được kiểm toán bởi Sokentem ạ. Rồi mọi người tiến hành làm nhiệm vụ của dự án. Lần đầu tiên mọi người follow Twitter ạ. Mời chào mình tới ạ. Rồi đầu tiên mọi người follow Twitter ạ. Tiếp theo mọi người tiến hành review dự án trên Eros Crypto Tower. Rồi sau đó mọi người tìm kiếm bài báo về dự án Raka, mọi người là và review là. Rồi mọi người là và review là. Tiếp theo mọi người tiến hành join group và channel của dự án trên Telegram ạ. Rồi sau đó mọi người click vào chat cho mình ạ. Cho nạp rap ạ. Rồi mọi người click vào submit demo ạ. Đo ạ. Rồi cuối cùng sau đó mọi người gửi profile link Twitter của mình ạ. Mọi người về trang cá nhân Twitter ạ. Rồi mọi người gửi vào ạ. Rồi mọi người nhập địa chỉ VPN Hammer của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Smart Wallet mạng Binance Smart Chain ạ. Đo nè. Rồi sau đó mọi người gửi lên mình để review bài post của dự án. Rồi bài lăng ạ. Rồi sau đó mọi người kiểm tra lại tất cả thông tin của mình, rồi kiểm tra lại số lượng token mình nhận được sau khi hoàn thành dự án này ạ. Rồi mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân mình thêm dây cùng để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.